chàng thợ điện Canada về Việt Nam ở rể, làm 3 mùa lúa mới rước được cô gái Bình Định. Duyên và Jonathan quen nhau qua mạng. Cả hai trải qua khoảng thời gian yêu xa 2 năm và Jonathan ở rể 1 năm, làm 3 mùa lúa mới rước được Duyên về dinh. Mùa đông năm ngoái, Nguyễn Duyên, 26 tuổi, Bình Định, lần đầu tiên được chạm vào tuyết khi cùng Jonathan Douglas Malahop, 31 tuổi, sang Canada sinh sống. Chỉ sau một đêm ngủ dậy, nhìn ra đường thấy tuyết phủ trắng xóa, khoảnh khắc ấy Duyên mới nhận ra là mình đang ở một nơi rất xa. Nhưng ở đây cô không hề cảm thấy đơn độc vì đã có ông xã, có con trai ở bên cùng nhau xây dựng nên một tổ ấm nhỏ hạnh phúc. Duyên sinh ra và lớn lên ở Bình Định. Hồi là sinh viên, cô hay tự học tiếng Anh qua YouTube để cải thiện kỹ năng nghe. Một hôm đang lướt Facebook vô tình thấy quảng cáo về một trang web hẹn hò, kết bạn để hình ca sĩ Mạnh Quỳnh và vợ, vì tò mò, thắc mắc nên cô đã bấm vào. Nào ngờ trang hẹn hò đó có đủ cả Tây lẫn ta, sẵn đang độc thân, cô tạo một hồ sơ trên tinh thần trò chuyện nâng cao khả năng tiếng Anh cũng như gặp ai hợp thì hẹn hò. Duyên tâm sự, lúc đó cô vẫn chưa nghĩ tới chuyện yêu xa sẽ như thế nào, cũng không nghĩ cuộc sống thay đổi ra sao nếu yêu một người khác màu da, văn hóa mà chỉ nghĩ đơn giản trò chuyện cho vui. Thế nhưng đời không như là mơ khi cô thấy toàn các chú, các bác, các ông trâu già gặm cỏ non vào nhắn tin hỏi thăm. Và xui thế nào, anh John cũng nằm trong số đó khi để ảnh đại diện già cú đế nên cô bỏ qua hết một loạt tin nhắn ấy. Vô tình có một hôm lướt lại tin nhắn cũng là lúc anh John đã thay đổi ảnh đại diện thư sinh, đẹp trai nên Duyên có cảm tình và quyết định mở tin nhắn xem sao. May là anh đổi ảnh đại diện, thấy anh đẹp trai nên mình có cảm tình hơn. Mình mở thư ra thấy viết rất dài mà nói chuyện rất lịch sự khiến mình có cảm tình liền. Vậy là tụi mình quen nhau từ đấy. Tháng 5 năm 2016 cả hai bắt đầu nói chuyện thì 22 tháng 8 anh bay sang gặp mình, Duyên nhớ lại. Lúc đầu khi nghe John nói muốn qua Việt Nam nhưng cần phải có visa, Duyên nghĩ John chỉ nói chơi thôi bởi nếu anh muốn không có gì là không cản được nên cô cũng chẳng bận tâm. Thế nhưng 2 tuần sau cô bất ngờ khi anh chụp hình visa và hình vé máy bay sau 2 tuần nữa. Lần gặp đầu tiên, cả Duyên và Jonathan đều háo hức, hồi hộp chờ được gặp nhau. Sau 24 giờ bay, thấy Jonathan vỗ vai mình từ phía sau, Duyên bất ngờ vì đối diện trước mắt mình là một anh chàng rất cao với nụ cười hiền và đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ. Cả hai ôm nhau hạnh phúc trong lần đầu tiên gặp gỡ trực tiếp. Sau lần John về Việt Nam ấy, Duyên đã đồng ý trở thành bạn gái của anh và bắt đầu câu chuyện tình yêu xa đến nửa vòng trái đất của cả hai. Nói đến đây Duyên thổ lộ, dường như gặp đúng người nên cô có sự tin tưởng hoàn toàn vào John bởi lúc nào 24 tiếng trên ngày điện thoại cô cũng đều tinh tinh. Cả hai làm gì cũng đều biết hết. Cũng như các cặp đôi khác, Duyên và John cũng có lúc sân si, xéo sắt với nhau nhưng sau tất cả, cả hai đều giao kèo ai sai thì phải nhận. Không được cố chấp và cùng nhắc nhau tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống đều là chuyện nhỏ, không để nó ảnh hưởng đến hạnh phúc của nhau. Chính vì vậy, 2 năm yêu xa tình cảm cả hai vẫn luôn bền vững và gắn bó với nhau. Yêu xa rất cần sự tin tưởng và nỗ lực của cả hai bên nên khi đã trải qua rồi thì tự nhiên hai đứa sẽ quý trọng khoảnh khắc hiện tại được ở bên nhau. Nhớ lại thời yêu xa khổ nhất là mỗi lần tiễn nhau tại sân bay, cả hai khóc như mưa như gió. Mình ngại khóc chỗ đông người nên về nhà mới khóc còn John thì không quan tâm ai nghĩ gì. Thấy gì nên cứ bù lu bù loa lên ở sân bay làm mình vừa buồn, vừa tội mà vừa ngại với mọi người xung quanh, Duyên nhớ lại. Tháng 6 năm 2017, John sang Việt Nam lần thứ hai để ra mắt gia đình Duyên và cầu hôn cô. Lần đầu tiên đến nhà bạn gái, John được bố mẹ Duyên chiêu đãi rất nhiều món có cơm, có bún. Vì không biết cách ăn ở Việt Nam, cứ nghĩ ăn giống Hàn Quốc nên John lấy mấy chén cùng lúc, chén bỏ bún, chén bỏ cơm khiến ba mẹ cô phải bật cười. Đó chưa kể, anh gặp khá nhiều sự cố tiếng Việt khiến cả nhà cô đôi khi phải ngớ người. Duyên kể, John hay bị lẫn lộn ngôi. Anh xưng với mẹ cô là anh còn xưng hô với cô là con hoặc gọi chồng ơi thành chồn hôi khiến cả nhà cười lăn cười bỏ. Thậm chí, nhiều lần và đến bây giờ khi gọi các cậu cô, anh vẫn gọi thành cậu khiến nhiều lần các cậu khóc dở mếu dở. Mẹ mình hay hỏi anh ăn thêm không, anh nói lại anh no rồi. Mình phải sửa cho anh là con no rồi. Khi ăn trái cây, mình đưa thanh long cho anh nhìn mình mặt đanh đá con no rồi. Anh còn không phân biệt được chồng ơi và chồn hôi tại nghe giống giống nên mỗi lần mình gọi chồn hôn, anh kêu dạ là ba mẹ mình lại cười lộ ruột. Thế nhưng anh rất nhanh nhạy còn biết cả câu sợ vợ sống lâu, Duyên cười chia sẻ. Duyên và John làm giấy tờ kết hôn, chụp ảnh cưới vào tháng 2 sau 2 năm quen. Cả hai tổ chức đám cưới vào tháng 7. Vì làm thợ điện, công ty tạo điều kiện cho phép đi, thậm chí có thư cam kết để chồng có thể làm hồ sơ bảo lãnh cho cô sang Canada nên sau đó, John ở lại Việt Nam cùng Duyên gần 1 năm. John có khoảng 6 tháng ở Đà Nẵng và 6 tháng ở rể với gia đình Duyên trước khi sang Canada.
Mặc dù khác biệt ngôn ngữ nhưng nhờ có Google dịch nên bố mẹ Duyên cũng nói chuyện được với chàng rể Tây rất nhiều. Hơn nữa, John thích nghi tốt nên không gặp nhiều khó khăn. Ở Việt Nam lâu lâu anh lại bị ngộ độc thực phẩm phải truyền nước. Trước đây lần đầu về Việt Nam anh bị giống như mụn nhọt có uống kháng sinh nhưng về Canada nó bùng lên dữ dội còn bị nhiễm trùng nặng gọi là nhiễm tụ cầu vàng. Khi về Canada anh phải phẫu thuật mấy lần liên tiếp, bây giờ vẫn còn 3 vết sẹo, Duyên cười. Chia sẻ thêm Duyên dí dỏm cho biết, John phải ở rể và làm 3 mùa lúa mới đưa được vợ về dinh. Hồi ở rể, mỗi lần ba mẹ cô làm gì nặng anh lại chạy ngay ra giúp. Không chỉ vậy anh rất thương bà cô nên nhờ những điều nhỏ nhặt vậy cô mới biết mình đã chọn được đúng người. Và tháng 5 vừa qua, Duyên đã cùng chồng bay sang Canada khi mang bầu được 5 tháng. Duyên bộc bạch, nếu như ai đó nghĩ trai Tây thoáng hay nói lời ngọt ngào, bay bướm thì hoàn toàn không đúng. Bởi John khác hẳn suy nghĩ đó, mặc dù ở lâu với cô một người thích ngọt ngào nên anh cũng thay đổi ít nhiều. Đặc biệt từ khi có con, bao nhiêu tình yêu của anh đã quy thành giặt đồ, rửa chén, thay tã cho con hết. Anh giúp cô làm việc nhà nhiều hơn. Đặc biệt, thời gian dịch Covid-19, ông xã cô ở nhà nhiều nên cũng phụ cô được nhiều hơn việc nhà, việc chăm con. Dẫu ông xã chỉ là thợ điện, dẫu sang Canada vẫn phải ở nhà chăm con nhưng Duyên hạnh phúc với tổ ấm nhỏ hiện tại mình đang có. Câu chuyện thứ hai, bỏ tài sản nghìn tỷ cưới vợ hơn 16 tuổi, có 2 con riêng, 4 năm sau phú nhị đại Dubai bật khóc. Thời gian đầu người phụ nữ không đồng ý bởi khoảng cách giữa hai người quá xa. Anh Bohu năm nay 25 tuổi, vợ anh 41 tuổi, từng ly hôn và có 2 con riêng. Cuộc hôn nhân của họ đã thu hút sự chú ý của nhiều người, không phải chỉ vì sự chênh lệch tuổi tác mà còn vì chàng trai trẻ đã vượt biên giới, sẵn sàng từ bỏ khối tài sản khổng lồ để được ở bên người mình yêu thương. Được biết, Bohu là con trai của một gia đình giàu có ở Dubai. Nhà anh có một mỏ vàng, hơn 20 tiệm vàng trải dài khắp cả nước. Vợ của Bohu tên là Châu Quyên, sinh ra trong một gia đình nông thôn. Sinh ra trong cảnh nghèo khó nên từ nhỏ cô đã ra sức học hành, quyết tâm thoát ly khỏi cảnh nghèo. Thấy con gái có ý chí như vậy, bố mẹ cô luôn cố gắng hết sức để tạo điều kiện tốt nhất cho cô. Năm 2005, cô trúng tuyển vào một trường đại học nổi tiếng, theo học chuyên ngành liên quan đến truyền thông. Trong thời gian học đại học, để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, Châu Quyên đã vừa học vừa làm. Với học lực tốt, kinh nghiệm làm việc phong phú nên sau khi tốt nghiệp, cô được nhận vào một công ty đúng chuyên ngành học với mức lương gần 20 triệu đồng một tháng. Một năm sau, cô nhảy việc sang một công ty nước ngoài với vị trí giám đốc. Sau đó, cô bị gia đình giục cưới. Dưới sự giới thiệu của bà mối, cô gặp chồng cũ và nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Nhưng cuộc hôn nhân vội vàng, không nền móng tình cảm nhanh chóng đổ vỡ. Chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình, Châu Quyên cho biết cô sinh liên tiếp 2 người con trai cho chồng cũ, nhưng anh ta không có trách nhiệm của một người bố. Khi con bị viêm phổi, anh ta thậm chí còn biến mất hơn 1 tháng với lý do đi công tác. Cô đổ tiền cho chồng cũ học thiết kế, nhưng anh ta lại dùng số tiền đó đi ăn chơi. Không chịu nổi, cuối cùng cô đã chọn ly hôn. Xong, chồng cũ không đồng ý nên cả hai kiện tụng suốt 3 năm trời. Gánh nặng gia đình, bị chồng cũ liên tục làm khó khiến Châu Quyên ngộp thở, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. Sau đó, cô quyết định khởi nghiệp và viết sách. Chính sự kiên trì và cố gắng vươn lên nghịch cảnh, không chịu đầu hàng trước số phận của Châu Quyên đã thu hút chàng trai trẻ Bohu. Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Vào mùa hè năm 2018, Châu Quyên và Bohu tình cờ gặp nhau. Khi đó Bohu mới 20 tuổi đi du học, còn Châu Quyên 36 tuổi. Chia sẻ về mối nhân duyên của mình, Châu Quyên bồi hồi nhớ lại, khi đó tôi đưa 2 đứa con đi dạo và đang nghỉ chân trước một bức tượng đá trong công viên thì tình cờ gặp nhóm của Bohu. Cậu con trai út của tôi rất tò mò về người nước ngoài nên chạy tới nhận xét, chú thật kỳ lạ. Nghe những lời nhận xét bất lịch sự của con trai, tôi nghiêm mặt khiển trách con nói như vậy là bất lịch sự lắm đấy nhé. Con còn chạm vào chú ấy khi chưa có sự đồng ý của chú ấy là không được. Mà không phải với chú này, với người khác con cũng không được nói, được làm như vậy nhé. Thấy Châu Quyên dạy con, Bohu lập tức bị thu hút. Khi cô ngẩng đầu lên xin lỗi thay con trai, Bohu lại bị sốc, sao trần đời lại có người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Cô ấy có khí chất, cách nói chuyện đầy học thức. Đó là phản ứng đầu tiên của Bohu khi nhìn rõ mặt Châu Quyên. Sau đó, Bohu ngỏ ý được chụp ảnh cùng Châu Quyên để làm kỷ niệm. Trước khi cô rời đi, anh còn hỏi nick WeChat của cô với lý do gửi ảnh qua. Châu Quyên không từ chối và câu chuyện tình yêu của hai người bắt đầu từ đó. Bohu luôn muốn nhắn tin cho Châu Quyên nhưng sợ ảnh hưởng đến cô nên anh cứ do dự mãi. Với sự khuyến khích của bạn bè, Bohu cuối cùng đã gửi tin nhắn đầu tiên cho cô, sau đó hai người nhắn tin cho nhau thường xuyên hơn.
vượt qua định kiến để yêu nhau. Sau một thời gian trò chuyện, hai người gặp mặt nhau. Biết Châu Quyên là mẹ đơn thân của hai đứa con, Bo Hu không hề để ý mà động viên, anh không quan tâm đến điều đó, anh chỉ muốn được ở bên em. Thời điểm đó, bà mẹ hai con chỉ nghĩ Bo Hu nói suông, chỉ muốn chồng ghẹo mình, nhưng không ngờ anh đã chứng minh tình yêu của mình dành cho cô bằng những hành động thiết thực. Khi biết cô đang tìm giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh cho con, Bo Hu đã tự đề cử bản thân, nhờ đó anh có nhiều cơ hội đến nhà Châu Quyên hơn. Sau một thời gian tiếp xúc, anh lại bày tỏ tấm lòng của mình nhưng Châu Quyên vẫn không đồng ý. Thực ra không phải là cô không thích Bo Hu, mà là hoàn cảnh lúc đó không cho phép cô làm vậy. Thứ nhất, cô và chồng cũ vẫn chưa giải quyết xong thủ tục ly hôn, cho nên dù đang một mình nuôi con nhưng cô vẫn chưa được coi là độc thân. Thứ hai, sự chênh lệch giữa hai người thực sự quá lớn. Châu Quyên hơn Bo Hu 16 tuổi, đi bên nhau hai người giống như chị em. Hơn nữa, điều kiện giữa hai người hoàn toàn khác nhau. Bo Hu là một phú nhị đại ở Dubai, còn cô có một đời chồng và hai con. Cô không có tự tin khi ở bên Bo Hu, cũng chẳng dám mong cầu được ở bên anh. Về phía Bo Hu, anh cũng gặp khó khăn khi bị gia đình phản đối. Họ mong anh quay về Dubai kế thừa việc kinh doanh của gia đình, nên khuyên anh chấm dứt với Châu Quyên càng sớm càng tốt. Ngay cả Châu Quyên cũng khuyên anh không nên đối đầu với bố, nhưng Bo Hu đã bất chấp tất cả để ở bên cô. Nếu gia đình không chu cấp sinh hoạt phí cho anh cũng có thể tự mình kiếm được. Anh cũng không cần tài sản của gia đình. Thứ anh cần là được ở bên em, chỉ cần có em là đủ. Lời nói chân thành của Bo Hu đã khiến Châu Quyên xúc động. Xong, lấy lại lý trí, cô vẫn cho rằng Bo Hu tuổi trẻ bồng bột, sau này sẽ hối hận nên không để tâm ấy. Sau đó, ngoài việc dạy kèm tiếng Anh hàng ngày cho con trai Châu Quyên, Bo Hu còn thường xuyên đưa đón con của cô đi học. Lâu dần, ngay cả giáo viên cũng cho rằng anh là bố ruột của đứa trẻ. Một lần Châu Quyên bị ốm, hai đứa trẻ hoảng sợ chỉ có thể gọi điện cho Bo Hu nhờ giúp đỡ. Lúc đó anh đang tham dự một buổi hội thảo dành cho du học sinh. Đây là buổi hội thảo rất quan trọng, liên quan đến tương lai của anh. Nhưng anh đã bỏ ngang, chạy đi mua cháo mang tới cho Châu Quyên và an ủi hai đứa trẻ. Chính hành động đó đã khiến trái tim của bà mẹ hai con rung động. Sau đó Bo Hu làm nhân viên bán xe hơi, mặc dù tiền lương không nhiều nhưng anh đều đưa hết cho Châu Quyên. Dần dần, trái tim của Châu Quyên hoàn toàn tan chảy, dũng cảm tiến về phía Bo Hu. Khi vụ kiện ly hôn của Châu Quyên kết thúc cũng là lúc cô và Bo Hu chính thức nên duyên vợ chồng. Sự kiên định cuối cùng cũng gặt hái được quả ngọt sau 4 năm, bố mẹ Bo Hu thấy được tình cảm chân thành của hai người, không muốn làm tổn thương con trai nữa nên đã đồng ý cho cả hai ở bên nhau. Nhờ đó, Bo Hu đã đưa Châu Quyên tới Dubai để gặp bố mẹ mình. Bằng sự kiên định của mình, Bo Hu đã vượt qua được mọi khó khăn để đứng bên cạnh người anh yêu. Nhìn lại những năm tháng đã qua, Bo Hu rơi nước mắt vì hạnh phúc. Khi tới Dubai, bố Bo Hu khuyên hai người ở lại đây để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình nhưng Châu Quyên không đồng ý. Hết cách, bố mẹ anh đành để hai người quay về Trung Quốc sống. Trước khi đi, bố còn đưa cho Bo Hu một số tiền, yêu cầu anh dùng số tiền này để kinh doanh ở Trung Quốc. Giờ con đã làm chồng, làm bố rồi thì phải ra dáng một người đàn ông. Đừng làm khổ vợ con, đừng làm gánh nặng cho cô ấy, hãy làm một người bố dưỡng thật tốt, bố Bo Hu dặn dò anh. Khi cả hai trở về Trung Quốc, Bo Hu đã mở một thẩm mỹ viện, đồng thời hợp tác với câu lạc bộ xe thể thao nơi anh từng làm việc, thu nhập rất khả quan. Châu Quyên thì kinh doanh quần áo, thu nhập cũng không tệ. Mối quan hệ giữa Bo Hu và các con riêng của Châu Quyên rất tốt. Anh và con trai út của cô như những người bạn tốt. Con lớn của cô sống với chồng cũ, nhưng anh vẫn luôn hỏi thăm con, cố gắng xây dựng mối quan hệ với con cả của Châu Quyên. Dù đã ngoài tuổi tứ tuần, nhưng Châu Quyên vẫn muốn sinh cho Bo Hu một đứa con. Cô đang chuẩn bị sức khỏe để mang thai. Chúc các bạn luôn hạnh phúc bên nhau nhé! Like và chia sẻ video này nhé! Xin cảm ơn!